Ban kết nối doanh nhân, doanh nghiệp họ May thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 vào 9 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8 năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ban kết nối doanh nhân, doanh nghiệp họ May thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm. Đến tham dự hội nghị gồm 16 thành viên, trong đó có đại diện ban thường trực hội đồng họ May miền Nam, ông Bái Xuân Đức và ông Mai Trần Sơn. Phía ban liên lạc họ Mai thành phố Hồ Chí Minh có ông Mai Xuân Thọ, trưởng ban, ông Mai Công Minh, phó ban cùng các hội viên ban kết nối doanh nhân, hơn 10 doanh nhân người họ Mai tại thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung hội nghị bao gồm báo cáo sơ kết và kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 của ban kết nối doanh nhân, doanh nghiệp họ Mai thành phố Hồ Chí Minh, kế hoạch hoạt động của ban kết nối trong thời gian tới. Sau phần trình bày báo cáo và kế hoạch từ ông Mai Đình Kim, các hội viên doanh nhân đã bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng và phát biểu ý kiến. Tiếp thu các ý kiến có một số ý tưởng tiêu biểu của ông Mai Văn Thắng về đề án xây dựng hội doanh nghiệp họ Mai miền Nam, đồng thời đưa ra một số cách thức thực hiện. Điều đáng chú ý nhất ngay trong hội nghị này, ban kết nối doanh nhân, doanh nghiệp họ Mai thành phố Hồ Chí Minh đã lấy ý kiến biểu quyết thành lập hội doanh nghiệp họ Mai lâm thời tại thành phố Hồ Chí Minh với tên gọi là Hội doanh nghiệp họ Mai thành phố Hồ Chí Minh, tên viết tắt tiếng Việt HDNMH thành phố Hồ Chí Minh, tên tiếng Anh My Business Association Ho Chi Minh City, viết tắt tiếng Anh MBA Hồ Chí Minh và lấy địa chỉ 26/49 Phạm Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình làm trụ sở chính của Hội doanh nghiệp họ Mai thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời Hội doanh nghiệp đã chọn ra 5 hội viên trong ban chấp hành lâm thời, trong đó ông Mai Đình Kim, chủ tịch, ông Mai Xuân Quang, phó chủ tịch, ông Mai Anh Tuấn, phó chủ tịch, bà Mai Ngọc Hân, phó chủ tịch. Các ủy viên gồm Mai Linh, Mai Văn Thắng, Mai Văn Toản, Mai Ngọc Đạt, Mai Xuân Kiên, Mai Tuấn Trinh, Mai Thanh Quang. Sau phần hội ý về phần xây dựng hội, chủ tịch hội doanh nghiệp họ Mai thành phố Hồ Chí Minh lâm thời Mai Đình Kim phát động việc đóng góp xây dựng và phát triển quỹ của hội đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các hội viên. Hội nghị kết thúc lúc 12 giờ 30 phút với sự đồng tình nhất trí của hầu hết hội viên có mặt hôm nay. Một sự vui mừng đối với hội doanh nhân họ Mai thành phố Hồ Chí Minh hôm nay nữa, đó là được sự tài trợ, ủng hộ những món quà thiết thực từ công ty nước khoáng tiệm Fujia. Xin cảm ơn sự nhiệt tình của doanh nghiệp Fujia đã đồng hành cùng họ Mai miền Nam. Xin chúc mừng hội doanh nghiệp họ Mai thành phố Hồ Chí Minh lâm thời. Tin tức, hình ảnh bài Trường Sơn. Tài khoản của các bạn để mọi người chuyển tiền vào đó để vay tín, nhưng mà thực tế thì chúng ta chỉ họp được có hai lần thì những chia sẻ cho cuộc họp đó thì cũng không đủ. Thì bản thân tôi với tinh thần là người trưởng ban thì tôi cũng nói với các bạn là không bây giờ thiếu thì cũng bù vào cho cháu.